xếp đi không? Tài xế này nó mới xin mật khẩu chứ không có làm sao mà dễ gì. Mà thường ấy ông tài xế sao tự nhiên có mật khẩu vô đó rồi coi ta? Bởi vì nó em biết chú ngồi ở đây chú còn không biết nó mật khẩu ở khoai vậy rồi dùng nó nước đỏ lại rồi. Chắc đang sửa đồ, đang sửa gì đấy. Này quên quên bài nữa còn quên bài hả? Bánh dây giờ tụi chú nói đâu được đâu, nói tiền nó mà nói nó chậm. Một lần chú nói cái là nó tự nó quánh chú á. Lúc cái kho mà đang bỏ đồ kia chưa làm đồ vậy thì cắm hết. Qua đồ kho đồ điện đồ này kia nó gửi vô đó. Nó công nhân nó vô nó ngồi chú nói thôi vậy con ra ngoài chú đi, chú đóng cửa tại vì đi pin á thì đi ra là phải khóa. Nó để vàng đóng gì cũng không vàng không vàng gì mà trách nhiệm của chú. Thì con ra ngoài giùm chú thông cảm cho chú đi trong kho hả chú, hai trong phòng bảo vệ này trong kho rồi mà lúc nó bảo phòng bảo vệ là phải đây nó tự nó chạy già khó ưa này kia rồi nó nói gì thì nó kể chú điện qua bảo báo cho bảo vệ bảo vệ đội trưởng nó không cáo hả nó không cầu cáo trách nhiệm của ta là tôi đâu có chuyện gì là phải điện báo. Không mà bằng tôi quánh ông nãy giờ nó rất mày ngon lắm. Ủa mấy giờ ta, mấy giờ chú? 10:15. Trước mấy thằng bảo trì nguyện với thằng cái bọc ốc nó vứt mà để mình bắt vô từ con dài dài luôn đi ống nước nó mất tiêu đi cái đó là cũng nghi kia chú thì thật tình ra là chú thì khi chú đi vòng vòng nhỏ vòng vòng á rồi chú thấy mấy ốc của cái công trình nó rớt rồi chú lụm cái nào nó thiệt lụm rồi xong cái nó nghi này kia nó báo thì bánh nó mất được kia là mua 100.000 một cái chứ nó mày cầm muốn tao cho mày 100.000 luôn nhưng mà mấy em bay định nghi nha chứ cái thằng bảo vệ nó nghi nó chú lấy. Nha, chú nhìn cái cách chú biết hết. Ví dụ như ba đi dạo dạo rồi đó, ba cái sắt dụng bỏ thì nó bỏ nó thì mình lụm thôi chứ có gì đó. Rồi mấy ông mới bảo vệ nó lại kia xong cái ống nước đi sạch đi. Chú tức quá đi nói chú ngủ lên chú thắp hương chú trái mẹ con năm với chủ quyền. Ai nó qua nó ưng tôi thì nhờ ông trên phân xử vậy thôi. Chú có nhé gì sáng vô rồi đi ống nước ra hết một dọc rồi ta đi không sao ống nước sẽ té vẫn rồi gãy đùng nghe chứ đó, không có dạy nãy đó là hai thằng bảo trì kia nói chứ đi ăn cháo cái đường xe thì nó đi chiều này xe đường kia đổ lại hai cùng chiều ép hai này phóng bỏ xe phóng vô lề thử thôi chút xíu rồi dính hai nó luôn rồi chứ nói đừng nào nó qua mấy ông tao làm mấy đây tao chừng lắm nạn chứ nó thẳng tao đâu có sợ.